Ok, các bạn quay trở lại với cái clip tiếp theo của mình nhá. Thì vừa là mình đây, thì trong cái clip này mình tiếp tục mình sẽ chia sẻ anh em đến những con game trên Kaggle nhanh nhất. Và Kaggle này thì gọi là rất là xanh chín và kiếm tiền miễn phí 100% nhá. Đấy, Kaggle này thì kiếm tiền miễn phí nhiều ông cũng đã áp dụng và là kiếm tiền được miễn phí rồi, không cần nạp mà vẫn có thể rút được tiền nhanh nhất. Đấy, và mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà không cần nạp để có thể kiếm rút được tiền. Thì đầu tiên anh em chưa có đăng ký cao win, anh em tải theo đường link bên phía dưới đấy. Thì mình cũng khi anh em tải theo đường link thì mình cũng có gọi là một phần hoa hồng, và ở đây thì con khi anh em có tài khoản rồi, anh em đi chia sẻ bạn bè này, anh em cũng có thể nhận được hoa hồng những khi bạn bè của anh em nạp nhanh nhé. Đây là một cái cách mà kiếm từ gọi là ông nào mà quan hệ rộng thì kiếm tiền khá là ngon, được chưa? Ở đây thì gọi là ngoài ra thì có hàng tuần này, hàng tuần ông này là được 36 củ như chia sẻ hoa hồng nhanh nhất. Và để mình xem nào, hàng là 50 là được 6 củ anh em ạ. Đấy, tuần này thì 6 củ là cao nhất, ớt là thấp nhất, cũng không phải thấp nhất nhưng mà nó được top 50, được chưa? Ngoài ra thì còn có một sự kiện, thì sự kiện hiện tại đang là sự kiện Tết Nguyên Tiêu, anh em nạp gọi là một lần. Và cái này thì chỉ được một lần nạp nhanh nhá, thì anh em nạp khoảng mình khuyên anh em nạp khoảng 5 củ thì là đẹp nhá. Đấy, 5 củ thì là đẹp nhanh nhá, 5 củ thì anh em nhận ngay 180k này. Cái này là nó hơi ít nhưng mà nó cũng giúp anh em gọi là một chút vốn rồi. 5 củ là nhận ngay 180k miễn phí đúng không nhá? Anh em nạp 5 củ vào cũng có thể rút. Đấy, đánh lên một chút nữa cũng có thể rút nhá. Và có ngay 180k trong tài khoản miễn phí, được chưa? Đấy, không cần làm gì cũng được 180k. Với lại thì đang có cái khi mời khách nhắm vào điểm danh á, sẽ nhận được bảo danh tăng qua này. Thì cái này thì cũng không đáng kể nhưng mà nó cũng giúp anh em, được chưa? Cái này thì cũng miễn phí. Và khi anh em mỗi ngày anh em vào điểm danh nhận từ 100 đồng đến 100k miễn phí nhanh nhá. Dù chia sẻ này là sau khi nạp vào con game này 20k thì anh em có thể tham gia cả sự kiện nhận 3k mỗi ngày. Thì cái này cực kỳ là ngon luôn, ông ngày nào cũng nhận được, và tầm 10 ngày anh em có 30k, 100 ngày anh em có 300k, được chưa? Cái này thì cho ông nào mà muốn miễn phí đấy, muốn không làm mà vẫn có ăn thì vẫn ok nhá, được chưa? Ngoài ra thì vẫn có phần gọi là cái tiền này là như nào ạ? Là mỗi ngày anh em vào nhận rưu, mỗi ngày thì sẽ nhận được một cái rưu và có thể đánh lên theo mức cược và nhận thêm rưu nha anh em. Thì đủ tích đủ 5 rưu, 15 hoặc là 25 thì có thể chặt và nổ hũ nhá. Cái này thì mình sẽ không nói quá nữa. Ngoài ra thì có vòng quay này, vòng quay này thì không ăn thua. Nên là mình không sẽ vào thẳng vấn đề luôn, là hướng người dẫn nhà cách bắt cầu này. Thì bắt cầu thì ở đây có khá là nhiều trò chơi như là tài xỉu, sóc đĩa này, tiến lên này. Đấy, bầu cua, đỏ đen, siêu xe này. Thì mình sẽ gọi là vào phần siêu xe nhanh nhé. Mình sẽ vào phần siêu xe và hướng dẫn anh em bắt câu nhá. Đấy, siêu xe này thì ăn cũng khá là ok. Thì tay đầu tiên này mình sẽ đánh gọi là 50k nhanh nhé. 50k này mình sẽ đánh 3 tay nhá. Tại sao lại đánh 3 tay ạ? Đánh 3 tay thì nó sẽ ăn cao hơn, được chưa? Đấy, đánh 4 tay thì cũng được nhưng mà nó sẽ ăn thấp hơn nhanh nhé. Xem nào. Ăn ngay nhá, ăn ngay, được chưa? Ăn ngay x5 này là mình có lại ngay là 100k này, là 224k này, lại ngay. Hiện tại là mình đang 105 nhanh nhất. Mình sẽ cược tiếp này. Đấy, mình sẽ cược tiếp nhá. Thì cứ đặt mỗi tay 50k nhá, cứ đặt mỗi tay 50k. Và mỗi ngày mình sẽ chốt lại tầm 500k đến một củ nhanh nhất. Đấy, chốt lại tầm 500k đến một củ, được chưa? Cực kỳ là ngon luôn. Mặt đá này, đấy, mát đá này, hụt ngay này, lên là một củ 6 nhanh nhất, lại ngay 1 200k đầu tiên, được chưa? Lại ngay 200k đầu tiên nhá. Tiếp tục này, đấy, hoặc anh em cũng có thể đánh hai ô phía trên nhanh nhá. Hai ô phía trên này thì anh em đánh gọi là cho ấy nhá. Đấy, nếu mà nó về thì anh em cũng không đáng kể, cũng mất không đáng kể nhá. Nó lại về mặt đá anh em ạ. Nó lại về mặt đá, hụt ngay một củ 7 nhanh nhá. Mình sẽ cố gắng đánh lên hơn 500, lại hơn 500 một chút để tiếp tục 50 này, cứ đánh 50 nhá, cứ đánh 50 nhá.
Lửa 100 rồi thì theo 100 luôn anh ạ. Theo 100 đi. Lửa bấm nhầm 100 nhanh nhá. Xem nào. Không bao giờ là mặt đá nha, không bao giờ là mặt đá nha. Đấy. Không bao giờ là mặt đá luôn anh em ạ. Được chưa? 100 này. Lại ngay là một củ 9. Đấy, lại 500 cá đầu tiên rồi, được không, đúng không ạ? Cực kỳ là dễ luôn. Vậy là bốn tay đầu tiên ăn cả bốn. Mình sẽ tiếp tục này. Sẽ gọi là tiếp tục nhá. Không bao giờ là mặt đá anh em ạ, bởi vì là mặt đá nó về hai lần liên tục liên tiếp nên là nó hiếm khi về tiếp anh em ạ. Nên là đánh bầu còn lại. Ui, nó lại về siêu xe. Đấy, nó lại về siêu xe nên là không không ấy nhanh nhá. Bốn ô phía trên là siêu xe nhá, và bốn ô phía dưới là xe thương. Đấy. Nên là anh em cứ đặt xe thương đi. Mình sẽ đánh 120 cá nhá, 120 cá vào bầu này. Không bao giờ là mặt đá được anh em ạ. Xem nào. Không bao giờ mặt đá. Đấy, không bao giờ là mặt đá được, được chưa? Hụp ngay. Hụp ngay anh em ạ. Lên hai củ này. 5 600 cá đầu tiên. Tiếp tục nhá. Tiếp tục mình cứ đánh 50 cá mỗi tay, 50 cá anh em ạ. Đấy, cứ đánh mỗi tay 50 cá. Được chưa? Bây giờ thì mình sẽ đánh lại là mặt đá này. Đấy, mình sẽ đánh mặt đá nhá. Và bm đục thì nó vẫn chưa về nhá. Khả năng cao là ván này về bm đục rồi anh em ạ. Khả năng cao là ván này về bm đục nhá. Đấy, nó vẫn không về bm đục, khá là may mắn, được chưa? Hụp ngay hai củ một này. Cố gắng là đánh vài tay nữa để lại ngay một củ luôn nhanh nhá. Này thì mình chốt chốt quả bm đục này. Đấy, chốt quả bm đục. Xem nào. Ra gì đây? Nó lại vẫn là mặt đá. Được chưa? Máy mà mình vẫn theo mặt đá nhá. Lên hai củ hái này. Hai củ hái này. Bm đục này. Này. Và mặt đá tiếp nhanh nhá, và mặt đá tiếp. Đấy, xe con xe W thì nó về khá là nhiều rồi, nên là nó hiếm khi về tiếp anh ạ. Nãy giờ vẫn chưa thấy gọi là bm đúc nên là cứ đặt theo bm đúc đi. Ui, nó lại về quả W luôn, chán thế nhở. Nó lại về quả W luôn em ạ. Bây giờ cứ gấp thẹp lên nhanh nhá. Bây giờ thì mình sẽ gấp thẹp lên đây. Đấy, 120 cá luôn, 121 cá nhá. Xem nào. Quay nào. Ăn ngay anh em ạ, ăn ngay, được chưa? Ăn ngay này, lên là bao nhiêu? Hai củ ba, một tay cuối cùng là tụt lại hai củ tứ này. Hai củ tứ là gọi là lại ngay một củ nhanh nhá. Hai củ tứ là lại ngay một tử củ này. Đấy. 60 cá đi. Xem nào. 60 cá nào. Đấy. Ui, nó lại về siêu xe anh em ạ. Chán thế nhá. Nó vẫn về siêu xe. Tiếp tục này, cược tiếp này. Quả này thì tụt quả keo là 160 cá luôn. Được chưa? Tụt quả keo to luôn này. Tụt quả keo to luôn nào. Đấy, anh em phải tụt những quả câu chắc nha nhá. Đấy, đánh cho đỡ mất thời gian, với lại là không nên dây dưa lâu. Ui, nó vẫn về siêu xé, chẳng thế nha. Chẳng thế nha. Mình sẽ tiếp tục gấp thẹp nhá. Tiếp tục gấp thẹp này. Sẽ đánh thêm 2 này, 306 đi. 306 luôn. 306 luôn nhanh nhá. Xem nào. Quả này là phải về. Phải về nhanh nhá. Quả này là phải về, được chưa? Phải về nào. Ăn ngay nhá mọi người, được chưa? Phải về luôn. Đây. Thì bây giờ mình sẽ rút nhanh nhá. Lại ngay này. Bây giờ mình sẽ rút nhá, mình sẽ rút ngay là một củ. Ba này, 1 2 3 này, đấy rút một củ ngay, được chưa? Thì có lẽ cái clip mình đến đây kết thúc nhá. Và anh em hẹn anh em một cái clip tiếp theo.